giao cho một khách hàng một con xe Gas 17 chỗ. Và tôi đang tranh thủ quay cho quý vị các bạn xem qua. Đây. Đối với phiên bản Gas 17 chỗ thì rất nhiều khách hàng đưa ra những cái ý kiến trái chiều, đó là một sản phẩm thương hiệu mới thì không có độ tin cậy cao và hình thức giao diện xe thì hơi xấu, lốp thì nhỏ và nội thất cũng xấu nữa. Nói chung là cũng có những khách hàng khen, cũng không hẳn là chê hoàn toàn. Thế nhưng mà những cái ý kiến đấy của khách hàng thì tôi thấy nó cũng có một phần đúng, đó là cái nội thất của nó không được đẹp mắt cho lắm. Thế nhưng mà nội thất của xe Gas thì chúng ta có thể chỉnh sửa nó được với một cái giá rất là rẻ thôi. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái sản phẩm Gas 17 chỗ mà chúng tôi chuẩn bị giao cho khách hàng, độ ghế nội thất với giá hơn 20 triệu một chút. Chúng ta đã có một chiếc xe hoàn chỉnh và hoàn thiện hơn, nhìn đẹp mắt hơn rất nhiều. Đây, khách hàng biển số 29F00966, một biển số rất là đẹp. Cũng rất vui mừng vì các khách hàng khi mua xe ở bên Tây Đô chúng tôi đều có những cái biển rất là ưng ý, rất là hợp lý. Vâng, và sau đây tôi sẽ lên xe và cho quý vị các bạn cùng theo dõi nhé. Quý vị các bạn cùng lên xem với hơn 20 triệu thì nội thất của chiếc xe Gas sẽ thay đổi như thế nào nhé. Đây, khi cửa điện chúng tôi đã thiết kế cửa điện ở trong chìa khóa tự động rồi, chỉ cần bấm nút là cửa sẽ mở ra và bậc sẽ mở ra để cho chúng ta đi lên. Đây, tôi bắt đầu mời quý vị các bạn cùng lên với tôi nhé. Đây là toàn bộ nội thất của chiếc xe Gas sau khi mua về khách hàng độ với cái giá hơn 20 triệu một chút. Đó. Trông rất giống một bộ ghế U, ghế của chiếc xe Univer ngày xưa đó. Đây vẫn là một cái ghế nguyên bản của chiếc xe Gas thôi. Về kích thước và chân ghế vẫn giữ nguyên đây, nguyên bản của nó. Tay đô chúng tôi chỉ bọc da và thêm cái mút ở trong đấy để tạo lên một cái nội thất cực kỳ mới mẻ và đẹp mắt hơn rất nhiều so với nội thất nguyên bản. Và ngoài ra thì càng ngày Tây Đô chúng tôi cũng đã hoàn thiện hơn rất nhiều với cái chức năng bật ngả của ghế. Ở đây quý vị các bạn có thể theo dõi là nó đã trông nó đã có một cái vẻ đẹp mà. Ở đây các bạn có thể thấy là nó đã được hoàn thiện hơn rất nhiều, trông rất gọn gàng và bắt mắt, không còn thô như đợt trước nữa đó. Và một lớp giả gỗ nữa, lớp sàn giả gỗ đó. Tổng thể con xe này hoàn thiện chỉ vào hơn 750 một chút, cả độ nội thất luôn. Ở đây có cả chiếc màn hình nữa để khách hàng có thể xem phim, nghe nhạc. 17 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga với một chất lượng đồng bộ, đó là chất lượng đến từ châu Âu và được nhập khẩu, khác hoàn toàn so với Solati hay là Ford Transit. Đó đã vẫn là những cái sản phẩm mà được lắp ráp trong nước, không hoàn toàn đồng bộ như chiếc xe Gas ở đây. Thì với chiếc xe Gas chúng ta chỉ bỏ ra khoảng 750 triệu thôi là tính cả tiền nội thất rồi, chúng ta đã có một chiếc xe hoàn thiện như thế này đây. Tôi cũng thấy là khách hàng khá là ưng ý. Đó. Còn với 750 triệu thì chúng ta không thể mua được một chiếc Sonati, Hyundai Sonati được, tại vì vốn dĩ Sonati nguyên bản của nó đã là hơn 900 triệu rồi. So với phiên bản đặc biệt là 608 nhưng đổi lại thì cái diện tích cũng như cái chiều cao, chiều rộng, độ thoáng của chiếc xe không thể bằng được. Nội thất thì sau khi độ lên thì Ford Transit cũng không phải là đối thủ của chiếc xe Gas 17 chỗ ở đây. Thì ở đây có một chiếc màn hình để cho khách hàng có thể xem phim, nghe nhạc giải trí trên những cái quãng đường. Đó. Chỉ bỏ 750 triệu thôi, chúng ta đã sở hữu một chiếc xe Gas 17 chỗ với đầy đủ ghế da, sàn gỗ, màn hình 17 inch. Đó, với dàn âm thanh đã được độ lên rồi. Và tôi sẽ cho quý vị bạn xem ở phía trước nhé, khoang lái nhé. Đó, vô lăng đã được bọc da này.
và đã được trang bị một chiếc màn hình 9 inch. Chiếc màn hình này đã đồng bộ với cái màn hình ở phía khoang hành khách. Tức là khi mà tài xế mở cái gì ở cái màn hình này thì nó sẽ đồng bộ với màn hình sau để cho khách hàng có thể giải trí ở đó. Và ngoài ra đã có một cái ổ cắm tẩu vào kia để chúng ta có thể phát wifi lên toàn xe. Đấy. Với một mức giá cực kỳ là hợp lý thì chiếc xe gas này đã không còn xấu xí như trước nữa rồi. Vừa rồi thì tôi đã giới thiệu cho quý vị các bạn một con xe gas 17 chỗ đã được độ ghế này, độ màn hình và đã được cải tiến hơn rất nhiều, không còn xấu như những gì mà khách hàng đã cảm nhận thấy nữa rồi. Thì với mức giá rất là phải chăng thôi, chỉ khoảng hơn 20 triệu nữa thì khách hàng đã có thể sở hữu một chiếc xe với giao diện, với cái vẻ đẹp khác hoàn toàn rồi, tiện nghi hơn rất nhiều. Thì với cái mức giá 750 triệu, nếu quý vị các bạn có quan tâm thì hãy liên hệ với số màn điện thoại mình để dưới màn hình để được tư vấn chi tiết hơn, để bỏ ra một cái số tiền cực kỳ là phải chăng và hợp lý mà đã sở hữu những cái sở hữu chiếc xe gas 17 chỗ này với tiện ích không kém gì chiếc Solati hay là Fortuner cả, mà giá cả thì cực kỳ phải chăng. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.